Giờ mình đang đi rước học trò á. Chạy cái xe này ở xe Chevrolet năm 2004 phải. Chạy bây giờ chuẩn bị nghe nó kêu sàn 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 giống như là chạy có gõ thùng thiết vậy đó. Chứ không phải gọi là đánh trống nữa. Năm 1930. Không từ chối, kêu người tham lam không từ chối, miễn có tiền được rồi.